Xin chào mọi người ạ. Hiện tại thì bây giờ là 10 giờ rồi. Hiếu vừa hoàn thành ra một ca tư vấn cho hai bạn. Trong đó có một bạn hiện tại học lớp 11 đang cần những cái phần mà định hướng. Thì sau buổi mình tư vấn cho các bạn á, thì các bạn sẽ có một cái số chia sẻ về cái phần cái buổi tư vấn ngày hôm nay ạ. Rồi xin mời hai bạn ha. Em thì sau cái buổi tư vấn này thì em biết được cái mục đích rồi với mục tiêu để mình phát triển các kỹ năng của mình để lựa chọn ngành nghề vô đại học tốt hơn. Còn đối với bản thân mình thì trước đây cũng có tìm hiểu sơ về sinh chắc phương Tây, mà hôm nay thì sau khi được nghe tư vấn thì mình hiểu rõ hơn là tại sao mà mình lại có cái xu hướng là thích cái này và ghét cái kia, là cảm thấy là khi mà hiểu rõ được bản thân rồi thì cảm thấy là hạnh phúc hơn, là rất là làm mọi việc sẽ có động lực hơn. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn những cái phần mà chia sẻ của các bạn. Hy vọng là sau buổi tư vấn này á, thì sẽ giúp cho bạn Dung ha, mình sẽ có được những cái phần mà phát triển được ưu và nhược điểm của mình trong công việc. Còn đối với Lộc á, thì chúc Lộc sẽ cố gắng để có thể là hoàn thành cái chương trình học của mình, cũng như chọn được một cái phần mà định hướng về nghề nghiệp nè, hay là cái phần mà trường học mà mình sẽ ưng ý ha. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn ạ. Rồi, xin chào mọi người nha.